các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách ghép chữ vào ảnh. Nhưng mà không phải là chữ bình thường, mà chúng ta sẽ ghép một cái đoạn status trên Facebook vào một bức ảnh bất kỳ. Đây cũng là một cái trào lưu mà mình thấy vừa qua, thời gian vừa qua khá nhiều bạn trẻ đăng những cái bức ảnh như vậy. Để làm được điều này thì tất nhiên là đầu tiên các bạn sẽ phải download cái ứng dụng PixArt về điện thoại di động. Đây là ứng dụng miễn phí có cả trên hệ điều hành Android và iOS. Sau khi tải xong thì các bạn sẽ mở ứng dụng lên và chúng ta sẽ ghép hai bức ảnh lại. Một bức ảnh là các bạn chụp cái status ở trên Facebook và một bức ảnh nền. Sau đó chúng ta sử dụng chế độ hòa trộn để ghép hai bức ảnh lại và cuối cùng các bạn sẽ được một bức ảnh như thế này. Bây giờ mời các bạn cùng xem hướng dẫn. Đầu tiên là các bạn sẽ mở ứng dụng Facebook lên. Và chúng ta sẽ viết status. Rồi sau khi viết xong thì các bạn nhấn nút để chụp màn hình. Và chúng ta sẽ cắt nhỏ lại cái bức ảnh này. Xong bây giờ các bạn nhấn xong để lưu vào thư viện ảnh. Tiếp theo chúng ta sẽ mở ứng dụng PixArt. Các bạn nhấn nút dấu cộng ở màn hình bên dưới. Và đầu tiên là các bạn sẽ chọn một cái bức ảnh các bạn muốn ghép cái status đó vào. Lưu ý là các bạn nên chọn những cái bức ảnh nó có cái màu sắc sáng một chút, bởi vì cái status trên Facebook nó sẽ là cái chữ màu đen, nên nếu các bạn chọn những cái tấm ảnh nền mà nó cũng màu đen thì nó sẽ không làm nổi được cái status đó lên. Do đó chúng ta nên chọn những cái bức ảnh mà có cái vùng màu trắng để các bạn ghép cái status đó vào. Đối với bức ảnh này mình sẽ cắt nhỏ một chút xíu. Rồi, và chúng ta sẽ thêm một cái hiệu ứng màu cho nó đẹp. Rồi, tiếp theo là các bạn sẽ chọn tới cái phần thêm ảnh. Và chúng ta sẽ chọn cái phần status hồi nãy các bạn vừa chụp ảnh màn hình. Rồi ở đây các bạn sẽ kéo to lên cho nó phù hợp. Kéo lớn lên theo ý muốn. Và các bạn di chuyển đặt vị trí theo các bạn theo ý muốn của các bạn. Rồi, sau khi chọn xong thì chúng ta sẽ nhấn vào nút hòa trộn. Và các bạn sẽ chọn phần nhiều lớp. Như vậy là xong. Chúng ta đã chèn xong cái status vào bức ảnh. Và công việc cuối cùng là các bạn chỉ cần nhấn áp dụng. Sau đó chúng ta nhấn kế tiếp để lưu bức ảnh vào thư viện. Chúng ta nhấn lưu và chúng ta sẽ chọn vào phần tải ảnh xuống để lưu vào thư viện ảnh. Vừa rồi là đoạn clip hướng dẫn các bạn cách ghép status vào một bức ảnh bất kỳ. Nếu như thấy hay thì đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi kênh của tôi nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.